Tình cảm thầy trò, tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu tồn tại hàng nghìn năm đến nay. Nó được thể hiện bằng lòng biết ơn, sự tôn kính, hiếu lễ của người học trò đối với thầy cô của mình. Công lao của thầy cô là vô cùng to lớn. Đúng như câu nói mà ông cha ta thường nói, không thầy đố mày làm nên. Đó là thứ tình cảm cao quý, đáng trân trọng, không chỉ thể hiện ở những nơi như trường học, giảng đường, mà còn được thể hiện ở bất kỳ nơi nào trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, dường như thứ tình cảm chân thành ấy đâu đó bất chợt bị lãng quên. Sẽ như thế nào nếu bạn gặp trường hợp những cô cậu học sinh có những hành động, lời lẽ thiếu tôn trọng của thầy cô giáo cũ của mình? Chiều Hồ Gươm yên bình, một thầy giáo đang đi bộ tập thể dục. Hai học sinh nam đi ngang qua, nhận ra là thầy giáo cũ, hai học sinh nam tiến đến. Tuy nhiên, trái ngược với hành động vui mừng của thầy giáo, nhóm học sinh có thái độ hỗn láo, dè bỉu người thầy của mình. Mạnh với Dũng hả? Vâng, em chào thầy. Lâu quá không gặp thầy nhỉ? Vâng, em đi đâu này? Thầy dạo này sao đấy? Thầy hôm trước oai lắm mà, là bọn em kinh lắm mà. Thậm chí còn cố tình xô ngã người thầy. Có nguyên lên nhỉ? Tại thầy quá lắm nhỉ? Thế sao không thầy? Ba mẹ con ngồi ở ghế đá, vô cùng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi thầy đứng lên đi, đừng giả vờ nữa, thằng ngày trước thầy khỏe lắm mà. Ai? Thầy ơi, đứng lên thầy. Đứng lên thầy. Bây giờ thầy nói hai đứa này, nếu trước đây thầy có vấn đề gì ấy, thì thầy xin lỗi nhá. Trong khi người thầy xin lỗi rối rít, hai học sinh nam lại vô cùng bức bối về chuyện cũ. Tha cho thầy. Thôi thầy nói như thế nó chả giống thầy ngày xưa liên tục nào có những hành động xúc phạm thầy giáo cũ của mình. Làm em ghê lắm, học phụ huynh rồi lên. Xin lỗi không? Ngay lập tức hai mẹ con đã lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên hai học sinh bỏ ngoài tai lời nói đó và tiếp tục hành động của mình. Khác bây giờ nó khác rồi nhé. Thôi nào, nó chuyện không đơn giản như thế đâu. Ông chỉ mấy câu đơn giản của ông ấy là được đó. Hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của hai mẹ con về hành động này. Nhưng mà chị nghĩ là thầy giáo thì chưa phải là hoàn, có thể là cũng có cái sai với học sinh, chứ không phải là thầy là chuẩn mực hết. Thì lúc đấy chị cũng khuyên là thầy cứ nếu mà có gì sai thì thầy có thể xin lỗi trực tiếp như là kiểu anh em ấy. Thầy xin lỗi nhưng thầy lại bảo nếu không có thầy thì các em không thành người, nhưng mà hai cậu không chấp nhận cái câu là thế tôi có thành người không đấy. Nghĩa không phải là cái sự nuôi dạy của thầy mà nó thành người được. Thế nên là chị lại khuyên lại là thôi thầy nếu mà anh sai anh cứ xin lỗi chân thành, chứ không phải khuyên các em kiểu là không có thầy là mới thầy, nếu có thầy thì mới thành người chẳng hạn. Thực sự anh giải quyết thế trước mắt đã, bởi vì có nói như thế nào thì hai anh có thể bây giờ cũng không kiềm chế được ạ. À, thầy Tú à? Ơ, Mạnh với Quân à? À, lâu lắm gặp thầy nhỉ? Bọn em đi đâu đấy? Thầy sao này? Ôi. Tình huống tiếp theo, chương trình thử phản ứng của một nhóm bạn trẻ. Ngay lập tức, hành vi của hai học sinh nam đã thu hút sự chú ý. Khỏe em nhở? Ngày xưa là thầy chỉ muốn tốt cho các em thôi. Một bạn nữ đã lên tiếng can thiệp. Một bạn nam khác bất bình trước sự việc và cũng đã lên tiếng giúp đỡ. Ôi, ông đừng giả vờ nữa ông ơi. Chả gì cả. Thì em cứ em đỡ thầy em dạy thôi mà. Thầy, vấn đề gì thì thầy xin lỗi con em. Ông nói chung phạt tôi nhiều lắm, không biết không? Anh lui ra đây rồi. Lên. Cái hành động mà bạn học sinh đối với thầy giáo là một cái hành động không sợ, đây là một hành động rất là xấu và vô nhân. Em cảm thấy rất là không được, như thế là mất chuẩn mực của học sinh. Em thấy là tình thầy trò hiện nay là cũng có một số kiểu như là học sinh nó hơi vô lễ với thầy giáo của anh. Lên đi. Trái ngược với hai tình huống trên, nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Sao mà hai ông bắt nạt mà? Ông tôm.
quá. Ông thấy nhục không? Bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều người dửng dưng, vô cảm. Nhiều người chỉ biết đứng nhìn và không có bất kỳ phản ứng nào. Chứ thầy không có ý gì cả. Sao? Không sao. Ông sao? Thậm chí có chàng trai còn căng ngăn bạn gái. Ông biết cái gì? Tất cả thầy chỉ muốn tốt cho bọn em thôi. Không cho bạn gái mình giúp đỡ người thầy giáo. Tuy nhiên, thật bất ngờ, sau những phản ứng vô cảm vừa rồi, một người phụ nữ từ xa đã tiến lại gần và hỏi han câu chuyện. Với thầy em. Em đang nói chuyện mà. Chuyện nói chuyện đàng hoàng thực tế rồi, nói chuyện kiểu đấy. Nói chuyện bình thường mà. Nói chuyện chả bình thường. Đấy là chị không thấy bình thường thôi. Nhưng mà em muốn nói chuyện, ngồi lên nói chuyện. Đấy là chuyện của em. Chị không biết, chị biết là chuyện của em, nhưng nói chuyện thì nói chuyện thực tế đàng hoàng, phải nói chuyện vừa. Còn đâu? Thế nào đấy? Ngay lập tức thu hút sự quan tâm và giúp đỡ của những người xung quanh. Đấy, thầy, em đang nhắc thầy, thầy dậy mà. Hỏi anh ấy. Anh ơi, làm sao đây anh? Việc của anh là như nào? Thôi bây giờ các em đi ra đi. Bây giờ anh đứng dậy, anh dậy, ngồi ra đây. Không ngồi được đi. Thầy xin các em. Sao? Thầy xin các em đấy. Các em đang làm gì ấy? Các em đừng nhắn gì cho người này. Em bao nhiêu tuổi? Chị hỏi em bao nhiêu tuổi? Chị không cần biết. 21 tuổi là đủ tuyển quyền công dân rồi, bây giờ không được làm những chuyện không này, cần biết. Em phải trẻ con. Nếu mà là học sinh mà lại có những cái thái độ mà mình chưa thấy những cái thái độ đấy bao giờ, thực sự là như thế, chưa thấy những cái chuyện đấy bao giờ xảy ra, thì chị thấy rất là bất bình. Cái chuyện mà thầy giáo, học sinh mà hỗn với thầy giáo hay là có những cái thái độ nhưng mà đánh thầy ấy, thì chị nghĩ nó chỉ là hy hữu thôi, 1-2 trường hợp, nói chung là rất là hy hữu. Chứ còn chị nghĩ là hiện tại thì chị vẫn tin tưởng là cái tình thầy trò nó vẫn là tốt đẹp như ngày xưa, nó cũng không có gì gọi là quá nhiều thay đổi cả. Thực ra là có cái vấn đề gì chăng nữa thì em thấy là cái hành động như thế là không nên. Chuyện gì xảy ra trong quá khứ nhưng mà với cái truyền thống tôn sư trọng đạo thì như thế là không thể chấp nhận được. Vẫn với tình huống như vậy, chương trình thử phản ứng của những đôi bạn trẻ đang ngồi ở ghế. Thầy, các em có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói chuyện. Thầy dạo này thì cậu trông mặt tôi không biết không. Khi chứng kiến câu chuyện, một số người tỏ ra lo lắng. Tướng ơi, đứng dậy ông Tướng ơi. Dậy đi, đứng lên đi. Một số khác lại mỉm cười. Đứng lên ông Tướng ơi. Nào. Ông tử tới với tôi lắm mà. Và một trong những người chứng kiến câu chuyện đã lên tiếng giúp đỡ người thầy. Ông, anh à. Đứng lên ông ạ. Ông ngày xưa ông tử tế với tôi nào, bây giờ tôi cũng tử tế như thế với ông thôi, hiểu chưa? Mình không đồng tình với việc đấy lắm. Lúc đầu thì mình chỉ can là mình tưởng là có thể can được nhẹ nhàng. Mình bảo là thôi các anh đừng đánh anh ý, bởi vì ở đây đông người quá. Các anh đi đâu xử lý thì các anh xử lý nhẹ nhàng thôi. Còn đông người quá không nên như vậy. Mình trải qua 12 năm học thì thầy trò gắn bó lắm, không có trường hợp như này đâu. Em không biết ngày xưa có chuyện gì nhưng mà bây giờ thấy đấy không hay lắm. Tại vì dù sao thì cũng là một thầy giáo trước của mình á. Trong xã hội ngày nay, tình nghĩa thầy trò vẫn được thế hệ con cháu chúng ta noi theo. Lễ nghĩa tôn sư trọng đạo hay nhất tự vi sư, bán tự vi sư vẫn luôn được người đời nay kế tục. Nhưng bên cạnh những người học trò ngoan ngoãn, lễ phép, biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ mình, thì có rất nhiều bạn học sinh tỏ ra vô lễ, tỏ thái độ không đúng với thầy cô của mình. Những học trò như thế sẽ chẳng thể nào thành người tốt, hữu ích cho xã hội được. Bởi ngay điều lễ nghĩa cơ bản, người đó cũng không nắm được, thì nói gì tới những việc lớn lao hơn. Lòng biết ơn với những người đã có công dạy dỗ mình là điều không bao giờ được phép quên, dù ở thời đại nào đi chăng nữa.